Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình làm video mình test hàng và gửi hàng đi cho một anh ở Cần Thơ. Anh mua mấy hai cái thì tại mình cũng còn mấy cái món này nên là mình làm cái video để mình giới thiệu đến mọi người. Nếu mà ai có nhu cầu thì liên hệ với mình. Thì anh mua hai cái này, mình còn mấy cái này. Có cái này á là nó mất cái nắp đại pin này. À, mất nắp như này thì cái này mình bán rẻ hơn cho mấy cái này mấy mấy trăm á. Rồi thì ai có nhu cầu thì liên hệ với mình nha. Mấy cái này còn yên nha, mình mất có một cái này thôi, bán rẻ mấy trăm nghìn đó. Cái này cũng vậy, cái này có mấy cái nhưng mà bán rồi cũng còn cái này mất cái nắp 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 này cũng bán rẻ hơn mấy trăm ngàn này. Nha đó, nói chung tất cả đều hoạt động bình thường hết, chẳng qua nó mất cái nắp đại pin này thôi nha. Rồi mình cắt qua một bên đó, cái nào thì cũng chạy bình thường hết nha. Rồi cái này để qua một bên rồi. Mình test hai cái để gửi đến anh thì mọi người theo dõi, ai có nhu cầu thì liên hệ mình còn mấy cái mẫu giống này nha. Rồi cái này là âm kìm hiệu Nessan CP200 đó, loa dòng điện mắc là 200A đấy, có Nhật nha. Đó nè, có Nhật xuất xứ Nhật Bản nha. Rồi đó, rất chi là nhỏ gọn. Rồi mình sẽ test đây, mình để cái thang 20 nha. Rồi cái thang 20A này, on off này, đó, on off này. Rồi cái này nút giữ giá trị này. Giờ mình có cái máy sấy nha, Philips 1000W. Rồi mình sẽ test. Rồi kẹp vào đây. Rồi mình bật nha. Rồi đây là tốc độ 1. Rồi tốc độ 2 đó, 4,08A nha. Rồi ok nha, một cái. Rồi để qua đây. Rồi cái thứ hai kẹp vô. Rồi bật nha. Rồi 4A. Rồi cho nhỏ lại nè, tắt này, bật. Rồi tắt đó, vậy thôi. Cái này thì nó chỉ có chức năng đo ampe thôi. Ở đó mình ấn cái giữ giá trị nha, quên mất. Rồi bật nhỏ này, lớn này. Rồi giữ lại. Rồi đó, thấy không? Rồi cái này là cái nút lưu cái giá trị mình đo đó. Đó tắt cái này đi là nó mất. Đó, đó nó trở lại trạng thái bình thường. Rồi tắt nguồn, rồi bật nguồn, nét không nha. Rồi để mọi người với lại anh coi nha. Đó mới cống luôn. Rồi mật nha. Rồi test đã xong, mình đóng hàng gửi anh. Rồi tắt máy, tắt. Mình cho cái thùng này, thùng bự cho bán luôn. Nhưng mà mình hàng này hàng giá trị nên là mình cũng nóng nhất thì là cẩn thận nha. Rồi tí nữa mình cho trong cái này luôn. Rồi cái này,
Mọi người coi giải trí, ai có nhu cầu thì liên hệ mình cũng còn mấy cái mẫu giống vậy nữa. Nếu mà mọi người coi ai mà thấy lâu lâu thì mọi người cứ tua qua đó, mình cái này video mình chỉ có giới thiệu và đóng hàng thôi, giới thiệu sơ đây, còn mình có nhiều video giới thiệu về những cái mặt hàng mình bán thì mọi người cứ vào kênh của mình cho mình xin một like đăng ký để ủng hộ cho mình. Rồi. Đó, lấy chụp hình cái. Đấy, chụp hình rồi đó, cho trong cái bao chống sốc rồi nha. À, hai cái này. Đấy, chắc chưa? Rồi, dính niêm phong luôn. Đến mọi người đến nhận hàng thì đồng kiểm nha, đồng kiểm với bưu tá. Lưu ý là phải quay lại video nha để được hỗ trợ tốt nhất. Rồi. Cho cái thùng này. Rồi. Quay lại video giúp mình nha. Nhớ đó. Biết chưa đọc cũng ngang đâu luôn. Này. Rồi. Cho hai cái chống sốc vào đây. Để nót dưới đó. À, nó cũng dưới này. Rồi. Nó khóc đó. Này bên Nhật nha. Nhật nó gửi về đó. Rồi. Đấy. Cho cách xa tí này, gần quá khó coi. Rồi. Nhiều khi mình gửi hàng mình cũng quay video để mình có vấn đề gì thì mình còn cứu lại đủ thứ. Đó. Rồi. Rồi. Rồi, đây. Mình đơn gửi Viettel nha. Đó, tí mình dán. Rồi mình lại đây mình đi lấy cái dán một lần bên ngoài cho chắc ăn. Rồi, để đây nha. Mấy cái quấn quấn. Tạm dừng một tí nha. À, thôi để đó đi. Quấn vào đây. Thôi mình quấn vào đây.
Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ để mình ra những cái video sản phẩm mới về mình đăng lên, thì mọi người ai có nhu cầu thì sẽ mua mình bán rất chi là hợp lý. Rồi xong video giới thiệu của mình đến đây là hết. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi.